Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Sarada, hậu duệ cuối cùng mang huyết thống thần thánh của Uchiha, từng được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất trong dàn thế hệ mới của Boruto. Thế nhưng, bằng một cách quy bu nào đó mà nói, hiện tại trong bộ tứ siêu búp của Konoha, Sarada đang là nhân tố bị tác giả lãng quên nhiều nhất, nếu không muốn nói là cô đang thua kém cả ba người bạn của mình về mọi mặt. Boruto thì được búp quá nhiều, nên là chúng ta cứ bỏ qua nó đi, không nói nữa. Tiếp đến là báo thủ nóng tính, không làm được những chuyện lớn thì đảm bảo sẽ làm lớn chuyện, Kawaki. Bên cạnh cái mồm lúc nào cũng khẩu hiệp, thì mới đây, dân chơi này đã được cấp cho cánh tay của Cyborg, trong đó có chakra từ đệ thất nè. Đã vậy, lại còn được khôi phục ấn Kama full 100% sức mạnh của Isiki, có thể bắn chưởng các kiểu con đà điểu luôn. Kể đến, chính là Mitsuki, phượt thủ này mang trong mình cơ thể dị thường, thừa hưởng tinh hoa từ công nghệ của Orochimaru, cộng thêm nguồn sức mạnh tiên nhân cũng dị không kém. Đặt giữa một đội hình toàn quái vật như vậy, có mỗi một mình Sarada vẫn đang phát triển theo đúng quy trình bên Naruto. 12 tuổi chỉ biết đấm đá thổi lửa và ném phi tiêu, đậm chất một ninja. Mặc dù Sarada rất là mạnh, nhưng hiện tại có thể nói rằng sự gia tăng về sức mạnh của cô không được thể hiện quá nhiều trong series. Nếu không muốn nói là cô đang dậm chân tại chỗ. Chưa hết, rõ ràng ngay từ đầu, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng tác giả đang cố đưa Sarada trở thành nhân vật chủ chốt trong đội 7. Dường như tác giả đang muốn tạo ra sự khác biệt so với đời trước. Ở một thế hệ mới, vị trí của Sarada là chỗ của Sakura, nhưng không giống như người mẹ của mình từng bị bỏ lại phía sau và chỉ biết nhìn hai người đồng đội tiến lên. Sarada được xây dựng như một thủ lĩnh thực sự của team 7. Minh chứng là cô đã chiến đấu rất nhiều, rất mạnh mẽ, bao quát toàn bộ chiến trường và cực hiếm khi thi đấu ở vị trí hỗ trợ. Đồng thời, con gái của Babasuke cũng được xem là người mang hỏa chí, có thể kế thừa cho Naruto để nhắm tới cái ghế trưởng thôn đời thứ 8. Điều này cho thấy rằng Sarada cực kỳ có tiềm năng. Như vậy, càng không có lý do nào nhân vật như thế mà lại không được gia tăng sức mạnh trong tương lai, đặc biệt là khi những đồng đội đã hoàn toàn bỏ xa cô. Chúng ta đang rất cần một cú bùng nổ để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có ban đầu của nó, nơi Sarada là thủ lĩnh tinh thần và dẫn dắt những chú bé đần, có thể đương đầu với đám người ngoài hành tinh. Tuy còn quá sớm để có thể nói được điều gì, nhưng sức mạnh của team 7 thế hệ mới đang dần được định hình và bắt buộc Sarada phải mạnh hơn để có thể đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Konoha. Đấy là trong trường hợp nếu làng vẫn còn nha. Sức mạnh mới sẽ đến từ đâu? Cũng có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Sarada chưa được búp sức mạnh. Đáng kể trong số đó chính là chưa có một người thầy tận tình dạy dỗ cho cô. Nhìn sang bên thằng hàng xóm Boruto một chút, bố con đã mạnh rồi thì thôi, mà lại còn được luyện tập và sát cánh chiến đấu với cả bố lẫn sư phụ Sasuke trong một khoảng thời gian rất là dài. Kinh nghiệm trận mạc của Bojo cùng với những tiềm năng cứ thế mà được khai thác ra. Còn Sarada thì khác, cho đến bây giờ, gần như tất cả những gì con bé làm, phần lớn đều là những kỹ năng tự luyện, số còn lại là do Sakura truyền thụ. Việc học dẫn thuật tấn công từ một ninja y thuật cũng không phải là điều gì đó quá hay ho. Mặc dù về cơ bản thì phòng tôn quyền của chị Đào vẫn cứ gọi là đỉnh, nhưng như thế là chưa đủ nha. Ở cùng với độ tuổi này trước đây thì toàn bộ team 7 đều đã được luyện tập với một trong những Sanin huyền thoại. Do đó mà sức mạnh của họ đều đã được tăng tiến vượt bậc. Vì vậy, việc con gái của Sasuke có một người thầy chỉ dạy trong tương lai là điều hoàn toàn rất là cần thiết. Thật là trùng hợp thì hiện tại cả bố của Boruto và Babasuke đều đã đánh mất vị thế độc tôn của mình. Có lẽ hai anh già sẽ lui về sau để làm huấn luyện viên cho Sarada. Đó là điều vô cùng hợp lý mà phải không anh em? Tuyệt vời hơn nữa là Sarada cũng có thể lực giống như Sakura và cô có thể luyện tập được Bách Hào thuật. Vì đó cũng là một thuật có thể luyện tập được chứ không phải là huyết kế giới hạn. Được huấn luyện từ cả ba thành viên của đội 7 cũ cộng thêm tố chất thiên tài, thật khó để nói trước được Sarada sẽ tiến xa đến mức độ nào trong tương lai. Mặt khác, trước đây Sarada cũng từng có một khoảng thời gian ngắn để luyện tập cùng với bố mình. Sau khoảng thời gian này, ta có thể thấy được tuy Sarada đã thuần thục được những kỹ năng thi triển Chidori, nhưng nếu muốn phát huy nó với cảnh giới tối cao như là Kakashi và Sasuke đã từng làm thì vẫn còn phải luyện tập và thực chiến thêm rất là nhiều lần. Điều còn thiếu ở cô chính là đôi mắt Sharingan vẫn còn quá non nớt, do Sarada vẫn chưa đủ hận thù và sát khí để có thể bộc phát được sức mạnh nhãn thuật huyết thống thuần túy của Uchiha. Không giống như Boruto, không thể sử dụng được hết khả năng từ mẹ mình là Byakugan, vì Boruto thậm chí còn éo đánh thức được Bạch Nhãn cơ mà. Trong khi đó, Sarada đã có sẵn huyết kế giới hạn rồi. Sharingan ngày xưa 2 mới sao chép được nhẫn thuật, nhưng mà Sarada chỉ với 1 mà đã xài được ảo thuật thì nó mới vi diệu làm sao. Điều này càng khẳng định rằng cô có thiên phú về nhãn thuật cực kỳ bá đạo. Sharingan là huyết kế giới hạn chỉ có tộc Uchiha sở hữu, mạnh hay yếu là phụ thuộc vào người dùng. Đặc biệt, thù hận càng lớn thì Sharingan càng mạnh. Và để có thể đánh thức được con mắt này thì tộc nhân Uchiha chắc chắn phải gặp một số biến cố lớn trong đời, thường là trước tình huống sinh tử hoặc chứng kiến người thân ra đi. Tuy nhiên, Sarada lại không hề giống với các thế hệ đi trước, do cảm giác buồn bã về sự vắng mặt của người cha Sasuke mà công chúa Sharingan đã có thể tự mình khai mở được Sharingan.
Mãi sau này, Sarada mới đánh thức được con mắt đó là bởi sự phấn khích khi nghĩ về lần đầu tiên cô được gặp cha của mình. Từ đó, Sarada mới bắt đầu học được cách kiểm soát Sharingan. Trên thực tế, cô có khả năng là tộc nhân Uchiha trẻ nhất đã từng đánh thức được Sharingan đó nha. Như anh em đã thấy, hiện tại trong lòng Sarada cũng chẳng có tí hận thù nào. Nếu cứ như vậy, thì khả năng cao Sharingan của cô không bao giờ đánh thức được sức mạnh như các tiền bối đi trước. Cách duy nhất để cứu vãn tình thế này chính là một bước nhảy thẳng lên Mangekyo để có sự đột biến mới. Dường như tác giả cũng đã nhận ra được sự bất cập này. Chính vì thế mà trong chap 80 vừa qua, tác giả đã ngay lập tức cho ra lò một bản update mới dành riêng cho con gái của Babasuke. Sau khi thằng Bo bị Eda đổi trắng thay đen, biến Boruto từ quý tử của đệ thất trở thành một thằng nhóc ất ơ phản phúc, Bowser không chỉ mất hết tất cả mà còn bị cả làng quay lưng truy sát. Và bằng một cách quy bu nào đó, cả thế giới đều bị thay đổi ký ức, nhưng lại chỉ riêng có Sarada và Sumire là vẫn giữ được chất riêng của bản thân. Ngay khi nhận ra tất cả mọi người đột nhiên đổi mục tiêu sang truy sát Boruto, Sarada đã nhận ra điều gì đó sai sai. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào biết được cái quần què gì đang diễn ra vậy. Ngay sau đó, cô nhận được thông tin từ Shikamaru nói rằng Naruto đã chết, còn Bokon chính là hung thủ. Sarada đã gục xuống, không tin vào những điều mình đã nghe. Mitsuki nổi giận, bật hiên nhân thuật lao đi tìm thằng bạn thân để tính sổ. Cùng lúc đó, báo thủ Boruto đang chạy tuột quần vì bị cả làng truy đuổi. Trong khi cô bé vẫn chưa chấp nhận được cú sốc từ cái chết của Nagao, thì Babasuke đã đến. Cô bé chỉ còn biết đặt niềm hy vọng vào người cha của mình. Thế nhưng, ngay cả Baba cũng dính đồ của Eda như những người khác trong làng. Qua những giọt nước mắt lăn trên má Sarada, lần đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được sự bất hạnh cùng cực của Boruto khi liên tiếp những chuyện bất hạnh lần lượt đổ xuống đầu của cậu nhóc dù nó chỉ mới 12 tuổi. Vừa bị mất một con mắt vì bảo vệ bản thân, lại trở thành vật chứa của Otsutsuki bất đắc dĩ. Bây giờ, lại bị mọi người trong làng truy sát. Về phía của ái nữ nhà Uchiha, cô bé luôn nuôi hy vọng trở thành Hokage để có thể giúp đỡ tất cả mọi người trong làng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hiện thực lại tàn khốc, đi ngược lại với mọi thứ. Hai người đồng đội thân thiết nhất của cô, bố con thì bị dồn vào chân tường. Trong khi đó, Mitsuki lại quyết tâm tìm giết cho bằng được thằng bản thân. Cô chỉ còn biết trông cậy vào người cha hiện giờ đang bị tẩy não. Vậy mà ngay cả cha của mình cũng đòi xiên chết luôn thằng đệ ruột Boruto. Trong sự đau khổ tột cùng, Sarada đã thức tỉnh được Mangekyo Sharingan. Đây là lần đầu tiên Sarada xuống nước cầu xin người cha của mình hãy bảo vệ Boruto bằng mọi giá. Tả Luân Nhãn được đánh thức trong sự ngỡ ngàng của Babasuke cùng với viewer. Như anh em đã biết thì tất cả những nhãn thuật liên quan tới tộc Uchiha đều được lấy cảm hứng từ các vị thần Nhật Bản. Thần thủy tổ Izanagi và Izanami, nữ thần mặt trời Amaterasu, thần mặt trăng Tsukuyomi và thần bão tố Susanoo. Ngay cả Kagutsuchi hay là Kotoa Matsukami cũng đều là tên của những vị thần quyền năng. Vậy, năng lực mà Sarada có sẽ gắn liền với vị thần nào? Theo tớ, đó chính là nghịch thiên mẫu Amano Yako. Sự thức tỉnh Sharingan của Sarada rất giống với cái cách mà nữ thần này đã được sinh ra. Sarada dồn nén những uất ức và buồn tủi khi thiếu vắng đi người cha, để đến một ngày, nó bùng phát trở thành nguồn cơn đánh thức Sharingan của cô bé. Cũng giống như Susanoo, để cho phần ác tính và những cảm xúc tồi tệ lớn dần trong cơ thể, cho đến khi chúng tụ lại trở thành Amano Yako. Amano Yako vô cùng khó tính, kén chọn và tỉ mỉ. Bà ta cũng có khả năng thao túng trái tim con người. Khi mọi việc không như ý, nữ thần sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp. Vào lúc nóng giận, bà ta có thể đánh văng cả những vị thần quyền năng nhất ra xa tới vài nghìn ngôi làng luôn, chỉ với một đòn đấm mà thôi. Miêu tả sức mạnh của vị thần này cực kỳ ăn khớp với Sarada. Cú đấm này thì tương tự như phòng tôn quyền rồi. Vậy còn năng lực thao túng trái tim con người kia, ác hẳn sẽ là đại diện cho năng lực Mangekyo của Sarada. Một ảo thuật độc nhất vô nhị, rất có thể sẽ được tạo ra dành riêng cho con gái của Babasuke, bởi vì cô bé rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cũng có thể là một phiên bản Susanoo nữ siêu bá đạo thì sao? Dù gì thì từ trước đến nay, toàn là các phụ nam thi triển sức mạnh này không? Chúng ta có quyền hy vọng một thứ gì đó mới lạ và độc đáo hơn, khi Sarada sẽ trở thành nữ nhân đầu tiên có thể đánh thức được Susanoo trong mạch truyện chính. Cá nhân tớ thích cô bé có thể đánh thức được một số dạng nhẫn thuật không thời gian và nhẫn thuật gây sát thương chủ đạo, tương tự như Kagutsuchi hoặc là Kamui, và chúng có thể kết hợp tốt với Susanoo. Bên cạnh đó, cô còn phải luyện tập thêm các tiên thuật để có thể xài được Mangekyo Sharingan liên tục thì mới có chút cơ hội đánh lại được Otsutsuki. Chứ ngay cả con Rinnegan 6 Tomoe của Sasuke giờ còn không ăn thua với Otsutsuki thì cũng khó để Mangekyo có đất diễn lắm mà nha. Chúng ta đều biết rằng mỗi một Mangekyo Sharingan đều tương ứng với một năng lực đặc biệt. Nhớ lại ban đầu, mặc dù bị dính phải thần thuật từ Eda, Sasuke vẫn lắng nghe lời cầu xin tuyệt vọng của con gái để cứu Boruto. Vậy liệu sự thật có phải là Babasuke lắng nghe lời thỉnh cầu của người con gái, hay đó chính là một dạng ảo thuật mới mà Sarada đã cài lên người của Babasuke? Với tình thế hiện nay thì cái quá gì mà chẳng xảy ra được. Hơn thế nữa, thông qua việc đánh thức đôi mắt dựa trên chủ yếu là tình yêu, trái ngược hoàn toàn với sự thù hận so với những thế hệ trước đây,
điều kiện thức tỉnh khác nhau nên rất có khả năng năng lực của Mangekyo Sharingan từ Sarada sẽ khác hẳn so với các tộc nhân Uchiha trước đó. Có thể là một dạng sức mạnh hoàn toàn mới, khả năng thứ tư của Mangekyo mà chỉ có một mình con gái Babasuke mới có thể sở hữu được. Nhất là trong tình hình kẻ địch đang cực kỳ đông và nguy hiểm như hiện nay, một cú búp bẩn đến từ tác giả là điều cần thiết để mạch truyện có thể diễn biến trôi chảy hơn. Tiếp đến, điều chúng ta cần chú ý chính là hình dạng Mangekyo, cụ thể là hình dáng mặt trời tám cánh của Sarada. Khả năng cao, Mangekyo của Sarada chính là thiên địch của Eda, bởi mặt trời sẽ đối nghịch hoàn toàn với mặt trăng trong Sharingan. Đây cũng có thể là chìa khóa duy nhất nhằm hóa giải thần thuật bất khả xâm phạm của Eda đã thi triển lên người bố con. Một điều trùng hợp không biết vô tình hay là hữu ý, khi hình dạng mặt trời và mặt trăng trong hai cặp mắt lại chính là biểu tượng của phân gia và tông gia của những người mang huyết kế giới hạn Otsutsuki Hamura trên mặt trăng. Trong movie The Last, hình dạng trăng khuyết của Eda là biểu tượng cho phân gia, còn hình dạng mặt trời của Sarada chính là tông gia. Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút, chúng ta có thể nhìn thấy được mặt trăng trong Sharingan thì giống hoàn toàn. Tuy nhiên, hình ảnh mặt trời tám cánh của Sarada thì lại hơi khác một chút. Thế nhưng, khi lồng ghép hai con mắt của Babasuke và Sarada lại với nhau, nó gần như hoàn toàn trùng khớp. Đây khả năng cao cũng là hint từ tác giả, khi Babasuke sau này chính là người sẽ giúp con gái đánh thức được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Nói chung, tương lai cốt truyện sẽ rất nhiều bất ngờ, không thể nào nói trước được điều gì. Nhưng tại thời điểm hiện nay, khi tác giả để Sarada không bị ảnh hưởng bởi thần thuật mà lại còn thức tỉnh được con mắt thần thánh, thì việc mà Sarada cùng với bố con có thể phá giải được thuật đảo ngược thực tại không phải là điều vô lý. Trên đây là những dự đoán của tớ về những năng lực mà Mangekyo Sharingan sẽ đem lại cho Sarada. Nếu có ý kiến nào khác, mọi người hãy để lại bình luận phía bên dưới comment nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Eagle Tuna và Tuna Anime. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.